Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh có hình một nhóc minion ở đây nha. Và trước tiên đó là mình lấy bút màu vàng để tô phần thân của minion nha. Sau khi tô xong màu thân của minion thì tiếp theo mình sẽ lấy màu xanh đậm để tô áo của minion nha. Tô xong quần và áo của minion thì tiếp theo mình sẽ lấy màu đen để tô giày nha. Tiếp theo đó là tô phần kính mắt của minion nha. Mình sẽ dùng màu xám để tô. Tiếp theo đó là tô màu mắt, thì mình sẽ tô một bên là màu nâu. Bên còn lại thì mình sẽ tô màu xanh nha. Tiếp theo đó là tô nền cho bức tranh này, thì mình sẽ lấy màu xanh nhạt để tô nền nha. Tô nền xong thì mình cũng đã hoàn thành được bức tranh hình minion rồi nha.